みなさん、こんにちは。こんにちは。は、スマートフォンのアプリで新しいコロナウイルスの質問ができる。新しいコロナウイルスの病気が広がっていて、たくさんの人が心配しています。このウイルスについての質問や相談が、 スマートフォンのアプリでできるサービスが始まっています。LINE というアプリは新しいコロナウイルスについて調べることができるようにしました。知りたい人がアプリで質問するとコンピューターが国などのデータを調べて新しい情報やウイルスが映らないようにする方法などを答えます。医者にも相談できます。リーバーというアプリでは 医者に体の調子を相談できます。いつもはお金がかかりますが、新しいコロナウイルスについては無料で相談できるようにしました。無料で相談できるのは4月10日までの予定です。 Hay, vậy là chúng ta đã đọc xong một lượt bài báo này rồi Nhìn vào bài báo này thì chúng ta thấy Ở trong bài báo này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều từ katakana Thế nhưng mà sẽ đều là những cái từ vựng khá là quen thuộc Thế nên là chúng ta sẽ không có gì phải lo lắng nhé Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về phần tiêu đề này Smartphone no appuri de atarashi coronavirus no chitmon ga dekiru Từ vựng chúng ta thấy có từ smartphone chính là chiếc điện thoại nha, Chiếc điện thoại thông minh đúng không? Appuri chính là cái app hay là cái ứng dụng này Ngoài ra từ Corona virus Virus là virus này Corona chính là tên loại virus đó đúng không? Là virus Corona mới Tiếp theo từ Shitsumon 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 chính là cái việc chất vấn đặt câu hỏi Vậy thì tiêu đề của chúng ta sẽ là Chúng ta có thể đặt câu hỏi hay là tìm hiểu những thông tin về virus Corona mới Thông qua ứng dụng trên điện thoại di động Ok, chúng ta sẽ bước vào phần nội dung chính nhé. Atarashi coronavirus no ga hirogatte ite hito ga shinpai shite imasu. Từ vựng thì vừa nãy chúng ta vừa gặp rồi đúng không? Chính là virus corona mới. Bioki là bệnh này. Hirogatte ite hirogaru là lan rộng nhé. Ngoài ra chúng ta có từ shinpai. Shinpai là lo lắng này. Chủ ngữ ở đây đúng không nào? Cái dịch bệnh do virus corona mới gây ra thì đang lan rộng và có rất là nhiều người đang lo lắng. Ok. Hay tiếp theo, cono ga smartphone no apuri de dekiru service ga hajimatte imasu. Ở đây chúng ta thấy có từ là cái việc trao đổi là tư vấn này. Ngoài ra từ service là cái dịch vụ. Nói khác chính là cái tính năng của cái ứng dụng nhé. Hajimatte imasu, hajimaru chính là được bắt đầu. Vậy thì câu này sẽ là gì nhỉ? một cái tính năng mới đã được bổ sung thêm vào cái ứng dụng trên điện thoại di động để giúp chúng ta có thể trao đổi hoặc là đặt câu hỏi chính là cái việc tìm kiếm thông tin đúng không? Liên quan đến cái loại virus mới này. Ok. Hay. Tiếp theo này. LINE LINEというアプリは新しいコロナウイルスについて調べることができるようにしました。 調べる là tìm kiếm, tìm hiểu đúng không? Apri là ứng dụng này. Ở đây chúng ta có mẫu câu tối yêu giải thích về tên của người, sự vật hoặc một sự việc. Có thể dịch là gọi là nhá nhé. Cái ứng dụng có tên là Rain là Like. Cái ứng dụng Like chúng ta đều rất là quen thuộc đúng không? Người Nhật cũng rất là hay sử dụng cái ứng dụng này đấy. Cái ứng dụng Like có thể giúp chúng ta tìm hiểu về cái loại virus corona mới. Ở đây chúng ta thấy có mẫu câu Vê được yêu nhí shimashita chính là cái việc biến đổi trạng thái từ không thể thành có thể hoặc là ngược lại. thì trong trường hợp này chính là từ trước không có chức năng tìm hiểu thông tin như thế này, thế nhưng mà đến bây giờ thì có thể làm được điều đó. OK. hãy tiếp theo. シルタイとがアプリデシチモンセルトコンピュータが国などのデータを調べて新しい情報やウイルスが移らないようにする方法などを伝えます. chúng ta xem từ vựng thì có từ gì nhỉ? Computer là máy tính rất là đơn giản rồi này data ở đây là dữ liệu nhé tiếp theo shirabete chúng ta gặp ở trên rồi đúng không chúng ta tìm kiếm này từ joho có nghĩa là thông tin này ngoài ra động từ utsuranai động từ gốc là utsuru với nghĩa là lây truyền lây nhiễm hô hồ là phương pháp và cuối cùng tay kotaeru là trả lời đúng không vậy thì câu này đầu tiên là gì nhỉ khi mà shiritai hito tay nhé. Cái người muốn biết đặt câu hỏi ở trên áp tức là bấm tìm kiếm ở trên áp. Thì khi đó máy tính sẽ bắt đầu tìm kiếm những cái dữ liệu hay là những cái tin tức chính thống từ đâu đấy, từ nhà nước hoặc là những nguồn khác nữa, nado vân vân đúng không? Sau đó thì sẽ đưa ra cho chúng ta cái câu trả lời về thông tin thứ nhất là những cái thông tin mới nhất về loại virus corona mới này. Thứ hai họ nó cũng sẽ đưa ra cho chúng ta cái phương pháp làm sao để ngăn chặn cái loại virus corona mới này lây lan rộng. OK? 医者にも相談できます。例にば、今度、チャードル、トゥーヴォン、ボイバーシーの。Deva というアプリでは、医者に体の調子を相談できます。その運動、個展が Leva、他の人は、トゥーヴォン、チャードル、ベテンチャン、スクエア、体の調子、ボイバーシー。いつもはお金がかかりますが、新しいコロナウイルスについては、無料で相談できるようにしました。 ổ ạ à, tức là thông thường thì sẽ là nhỏ Canada Kali sẽ tốn tiền cho cái việc là tư vấn bởi bác sĩ thế nhưng trường hợp về cái loại virus Corona mới này thì liệu đểôdan để kim thì chúng ta sẽ được tư vấn được trao đổi một cách miễn phí cuối cùng này mưa điều đè sodan để cái đường nấu àí gắt sự tô cả mà đến cái việc mà được tư vấn miễn phí này thì người ta dự định là sẽ đến ngày mùng 10 tháng 4 Được chưa hay. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần dịch rồi Sau đây chúng ta sẽ bước sang phần luyện từ vựng nhé Một số từ vựng mà ngày hôm nay chúng ta cần nhớ đó là Đầu tiên, coronavirus Chính là virus corona Thứ hai, app là ứng dụng Số ba, smartphone Chính là điện thoại này Số bốn, data là dữ liệu Số năm, murio Chính là miễn phí Và cuối cùng, joho Chính là thông tin Ok hay, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài báo ngày hôm nay rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau nhé bye bye